Là người chồng á, có tối ngày cứ đi đặt bẫy ăn mèo không à. Rồi cái người vợ á, là ăn quá trời ăn luôn, ăn chưa từng tương tưởng nói nổi. Người vợ ăn mèo hơn người chồng nữa. Chồng ăn 10 chứ, con vợ ăn tới 20 luôn á. Ơi, ừ, ăn chướng dặn luôn. Tới lúc có bầu mà vẫn lúc, ăn thịt mèo, vẫn ăn. Lúc có bầu, đó, tới chừng cô này đau bụng đẻ thì đẻ ra cái mặt con mèo. Đó, mặt con gái chứ không phải trai nữa. Chàng mặt ơi. Con mèo, mặt râu ria nè. Dạ con xin gửi lời chào cô Năm ạ. Ừ, cô Năm chào con nha. Dạ hôm nay hữu duyên về Trà Vinh thì được chỗ cô Năm có chia sẻ cho con một cái câu chuyện về luật nhân quả rất là hay. Đó là câu chuyện về hai vợ chồng rất là thích ăn thịt mèo. Người vợ thì có bầu nhưng mà vẫn ghiền ăn thịt mèo và bắt người chồng đi gài mèo về cho ăn. Và cái câu chuyện nó xảy ra rất bất ngờ, đó là khi người vợ sinh ra người con thì có một cái khuôn mặt y hệt như chỗ con mèo vậy đó. Thì đây là cái câu chuyện có thật, chỗ cô Năm chia sẻ làm cho con bị cuốn quá. Nên con xin phép cô Năm cho anh em ở đây ghi hình để chia sẻ về cái câu chuyện luật nhân quả gửi đến cho bà con cô bác anh chị, những người mà đang ăn thịt chó, đang ăn thịt mèo. Khi mà xem được clip này thì có thể cảnh tỉnh về cái luật nhân quả đó cô Năm. Đúng rồi, cô Năm nói nghe, tại vì á là mình ăn chó, ăn mèo á, sau này phải có cái luật nhân quả rất là nhiều, rất là lớn chứ không phải là nhỏ đâu. Thì bây giờ mấy anh, mấy chị, cô chú đồ đó có ăn thịt mèo, thịt chó, bây giờ nó thẳng là bớt ăn đi. Lực nhân quả nó rất là lớn. Tại vì á, hai vợ chồng của chú em đó là người chồng á, có tối ngày cứ đi đặt bẫy ăn mèo không à. Rồi cái người vợ á, là ăn quá trời ăn luôn, ăn chưa từng tương tưởng nói nổi. Người vợ ăn mèo hơn người chồng nữa. Đó, cái bữa đó cái người chồng á mới đi đặt mèo mà ở xóm đó, mèo quá trời mèo mà hai vợ chồng nó tối ngày ăn mèo của người ta không. Nó không biết làm cái gì, cứ tối ngày cứ đặt bẫy ăn mèo không. Viết tới sớm đó mà người ta hết mèo đó. Cái thằng chồng bữa đó, vợ mới kêu thằng chồng đó, đi đặt mèo đi anh. Em có bầu mà em thèm quá đi. Đó, cái ông chồng ổng thấy vậy, ổng mới đi đặt được con mèo. Trời ơi, con mèo chà bá lửa luôn. Con mèo hết cỡ luôn á nha. Đó, cái đem về. Đem về nhà mới bỏ vô trong cái thùng, người ta kêu cái thùng phi á. Bỏ vô trong đó. Vô trong đó rồi xong xuôi mới nấu nước. Nấu nước đặng mình đổ vô thùng phi đặng cạo nó đó. Cái tới chừng nấu nước lên xong xuôi rồi mà con vợ là ăn thịt mèo là dữ dằn luôn nha. Ở coi chừng có xóm cô Năm đây con ăn không có đủ ăn luôn á. Tại vì mèo là mèo hàng hàng luôn á. Nó cái này là có thật, cô Năm mới kể nha. Nó cái tới chừng rồi xong xuôi cái ông chồng ổng mới nấu nước sôi. Ổng mới đi vô đổ vô cái trong cái thùng phi đi. Sau đổ vô đã đời xong xuôi con mèo nó bay, cái dù nó bay ra. Nó bay ra, đâu rốt cuộc con mèo nó đâu có chết. Nó bay ra rồi. Thì tới bữa đó cái con vợ đó, nó mới mang bầu. Nó mang bầu rồi xong xuôi nó mới đẻ ra một đứa con gái. Mà đứa con gái đó, con gái nha, mà cái mặt như con mèo ngao vậy đó. Rồi chỗ đó thì nó phỏng một bên. Mà mặt đó thì có râu. Con mèo sao là cái mặt con gái nó y chang như vậy luôn. Đó là cô Năm nói á, bởi vậy cô Năm nói lực nhân quả nó sẽ thấy. Bây giờ bớt ăn lại đi, đừng có nên ăn thịt chó thịt mèo nhiều quá, là nên không có yên ổn đâu. Đời bây giờ cái gì mình thương con thú là con thú nó phải thương mình. Rồi cô Năm nói á, là nó ăn ghét tính nó đổi, bây giờ vợ nó đẻ ra con tính đi, con gái nữa đó, mà không phải là cái thân thể của con gái đó, con thành con mèo ngao, cái mặt nó như con mèo râu ria, rồi lại á, bị lúc nó đổ nước sôi đó vô trong mình nó đó, tới chừng mà con nó đẻ ra thì có một cái thẹo rất là bự luôn, chỗ đó là chỗ phỏng á, đó, con thấy ớn chưa? Mà câu chuyện cô Năm vừa chia sẻ là câu chuyện có thật 100% luôn hả cô Năm? Có thật à, cái này câu chuyện này có thật chứ không phải là không nha con. Mà hai vợ chồng đó ăn thịt mèo kinh lắm hả cô Năm? Ôi trời ơi, hai vợ chồng đó ăn thịt mèo kinh hoàng luôn á, chứ không phải là nói nhẹ nhẹ đâu. Thằng chồng á hả, thí dụ cô Năm nói chồng ăn 10 chứ, con vợ ăn tới 20 luôn á. Ơi. Ừ, ăn chướng dặn luôn. Tới lúc có bầu mà vẫn lúc, thèm thịt mèo vẫn ăn. Lúc có bầu mà cô Năm cũng nói nghe nha, chắc không phải đâu. Tại vì cái cô này nè ăn quá đi, rồi nên cái kiếp của cô này nè mới mang bầu. Thì có thể là con mèo này á, nó sẽ đầu thai lên. Nó đầu thai lên thành con gái của cô này đó. Bởi vậy bắt nguyên một con mèo bành sẵn đổ vô thùng phi, tạt nấu nước sôi mà để đổ vô đó.
chưa có đổ nước sôi vô thì con mèo nó phóng ra một cái dù, nó bay cái dèo bay ra đó. Tới chừng cô này đau bụng đẻ thì đẻ ra cái mặt con mèo đó, mặt con gái chứ không phải trai nữa. Chị mặt ơi, con mèo mặt râu ria nè đó, con thấy râu ria ha. Rồi lại cái bớt mà lúc mà đổ nước sôi đó, đổ vô bị cái thẹo, một thẹo luôn nữa. Rồi bây giờ cô gái con của người đó không có dám mà đi chơi chung với ai mà người ta dám chơi chung hết. Người ta nói gì mà thấy mà ghê thì người ta phải kêu riêu. Người ta nói tại vì vợ chồng ăn này nè, ăn thịt mèo quá đi, nên ở xóm nó sẵn là ai ta cũng sợ hết á. Người ta không có sợ là sau này mình sẽ có cái hậu quả đi tới. Không có đâu con. Con thương mèo, con đừng có làm gì con mèo, đừng có làm gì con chó. Thì sau này có thể là con mèo nó sẽ giúp đỡ cho mình. Thì dần nó qua đời đi nữa, có thể là nó sẽ phù hộ. Con mèo là con người, con chó cũng là con người. Tại vì cái số kiếp của nó mắc nạ như thế nào, nên kiếp này người ta phải cho nó đầu thai lên thành con chó hoặc là con mèo đó. Chứ không phải là tự động phát lên con mèo. Con mèo là con người đó con. Con chó cũng là con người đó. Cô Năm cho con hỏi, khi mà người phụ nữ đó sinh ra cái bé gái đó là cái gương mặt nó dị dạng lắm hả cô Năm? Cô Năm nói nó giống y như con mèo vậy đó. Có râu luôn hả cô Năm? Ừ, con như là nó có râu mỗi bên ba cộng vậy đó hả cô Năm? À, một bên này thì ba cộng, bên đây ba cộng. Cái miệng nó cũng vậy, cái lỗ mũi nó cũng tương tự như vậy. Chàng rồi ơi, con mắt nó cũng thò lõa như con mèo vậy đó. Chàng ơi. Ừ. Rồi cái vết bớt ngay chỗ mặt đó là giống như cái vết tạt nước sôi cái, ngày xưa cái... làm con mèo hả cô Năm? Đúng rồi, cái bớt đó là hồi lúc mà đem con mèo bỏ vô trong cái thùng phi đó, là ông chồng nấu nước sôi, là ông chồng đổ vô đó, thì con mèo nó bay một cái dèo bay ra là con mèo đó nó đã có thẹo. Yeah. Đó. Rồi bây giờ tới con vợ đẻ ra thì nó giống y như con mèo, nó giống tạc con mèo luôn, mà đít chân này kia nọ thì nó không có giống như con người, mà cái mặt đổ lên đó thì con mèo. Ở bên đây ba râu, bên đây ba râu, con mắt cũng vậy, cái miệng, cái lỗ mũi nó cũng y chang như vậy luôn, mà lại có một cái không phải cái bớt, cũng như là chỗ đó là nó bị phỏng á. Yeah. Bự chảng luôn. Yeah. Đó. Cái này là đúng luật nhân quả luôn cô Năm. Đúng rồi, đúng. Yeah. Luật nhân quả. Bởi vì cô Năm khuyên á, những mấy anh bán thịt chó cũng nên bớt đi, rồi bán thịt mèo cũng nên á, đừng có mần mèo, đừng mần chó nữa. Sau này á, thí dụ đi mình chết xuống dưới á, thí dụ mình có ơn trên xây chuyển thì mình được lên trên, còn bằng không á thì sau này mình cũng thành mèo thành chó vậy đó, rồi mình cũng bị người ta ăn thịt mình như thường thôi. Nên bây giờ mấy ông mấy bà cái clip này con cũng nói là mấy ông mấy bà ai mà có ăn đó thì cũng đừng có nên ăn mèo, đừng nên ăn bất cứ loài con ở đây nè. Con ở Chầm Mã thiệt mà con không biết ăn mèo nè, con không biết ăn thịt chó nè, con cũng không biết ăn rắn nè. Nói thẳng là lòi con vậy là con không có biết ăn, nên con cũng không có ăn nữa. Cô Năm cho con hỏi, cô gái đó bây giờ lập gia đình chưa thưa cô Năm? Cô gái đó bây giờ ai dám thương cô gái đó con? Không có ai dám thương hết á. Tại vì cái mặt như con mèo vậy đó, rồi râu ria như vậy nè, rồi tướng tá cái lỗ tai cũng ụp giống như con mèo vậy. Mà bây giờ hả là lớn rồi, người đó chắc hai mấy tuổi rồi đó, mà người ta không có dám thương con ơi. Người ta coi thì người ta có đi coi dữ lắm luôn, người ta đi coi đó, coi sao mà ủa sao con người mà thành con mèo đó, người ta đi coi dữ lắm. Biết bao nhiêu con người ta đi coi luôn, mà có cái là ai mà đi thương, ai thương con? Phải có nhan sắc có này kia nhà, con người mà thành con mèo mà hỏi con ai dám ưng? Cô Năm cho con hỏi là ví dụ như cô Năm nói là không ăn thịt mèo vậy còn chó thì sao cô Năm? Cô Năm có câu chuyện nào về luật nhân quả khi mà ăn thịt chó không thưa cô Năm? Cái này cũng có thật, cô Năm mới kể nha. Tại vì trong khi hai vợ chồng có hai đứa con, hai thằng trai không, thằng con trai út á thì học ra lớp 12 rồi, còn thằng con trai thứ hai á thì cùng giống cha mẹ, cha với mẹ tối ngày cứ đi buôn bán chó, bắt chó về mần thịt đi bỏ mối, rồi kêu thằng con á thì chở đi bỏ mối chỗ này, người cha đi bỏ mối chỗ khác, người vợ đi bỏ mối chỗ khác. Cái thằng con trai út á mới có củ quyền về nhập vô giữa, mới nói là kêu cha nó kêu á, mấy tụi bay tao là củ quyền tao về nè, tao là cha của mấy tụi bay nè, mấy tụi bay nhớ đi, từ đây đổ về sau mấy bay không được nên mua chó bán chó, không nên mần thịt chó. Mấy tụi bay không nghe lời tao, sau này mấy tụi bay sẽ gánh cái hậu quả, mà gánh cái hậu quả là tước thân, là gánh ở trong gia đình mấy tụi bay đó.
thì người cha với người mẹ với thằng con trai thứ hai là người ta không có tin, người ta không tin dị đoan, nên người ta vẫn làm y như vậy luôn. Đó, cái cô Năm mới kể tới cho con nghe. Rồi bắt đầu cái thằng con trai đó, mới bữa đó người ta mới đặt thịt chó 20 kg, thì còn con trai mới đi bỏ chỗ khác. Rồi cái ông cha này nè, là người ta mua nguyên một con chó người ta mua nguyên 4 con, mà thằng con trai á thì nó chở thịt chó nó đã về rồi, bỏ mối nó về rồi. Còn thằng cha á thì đem con chó đi bán cho người ta tới. Bởi vậy cô Năm nói lực có lực, nhân quả đàng hoàng, chứ không phải là không có. Mà thí dụ củ quyền 4 đời của mình nói lại có, không phải là không. Cái gì nên tin là tin, cái gì không nên là không nên, cái gì có hay không. Mà trước khi con kể cái clip này thì mấy ông mấy bà có nghe, thì mấy ông mấy bà nghe con kể, còn như bằng không á thì mấy ông mấy bà có thích thì coi, còn không thích mấy ông mấy bà cứ lướt qua bỏ. Thì cái này lực nhân quả có thiệt, không phải là không có đâu nha mấy ông mấy bà, cô chú anh chị cô bác, có thật. Thì á tới cái ngày đó thì cái người cha mới đi, người con á đi bỏ là 20 kg, người con đã về rồi. Còn cái người cha thì đem 4 con chó đi bỏ mối cho người ta. Thì cái người cha bất cứ đi về trên chuyến đường, đi nửa đường bị cái tai nạn xảy ra. Thì cái tai nạn đó đụng người cha chết. Đụng người cha chết, mà trong khi chết rồi á là chiếc xe đụng á nó sẽ bỏ đi, nó không có còn ở đó. Nên cái người vợ với 2 cái người con mới điện, thì cái điện thoại vẫn reo mà không có thấy bắt máy. Thì cho tới một hồi sau cứ điện cứ điện thoại reo mà không ai bắt máy hết. Cứ điện suốt hoài vậy, rồi xì điện không được. Thì tới tình cờ có một cái chú đó, chú cũng khoảng hàng 40 mấy tuổi, chú mới thấy cái chú bán thịt chó này chú rất là quen. Chú mới điện về nhà cho người vợ. Thì cái người vợ mới với cái người con mới đi tới, thằng chở người cha và người chồng của mình về. Thì chở về nhà đó, thì ông đã chết từ lâu rồi. Chứ đó, thì ông mới nói, cái thằng trai út nó mới đi học về, nó nói thấy chưa, ông bà cha mẹ nói mà mẹ với anh với ba không tin, ngày giờ thấy cái hậu quả nó đưa đến cho mình hay không, mà phải đưa đến mà bắt được người ta hay không, còn này không bắt được mà lại cha mình chết nữa. Đó, cái mới về mới chôn ông rồi xong xuôi, hai mẹ con vẫn đi bỏ mối xịt chó. Còn thằng con trai út thì lo đi học đi hành thôi, thằng con trai út không có nhúng tay là mừng kịch chó hay là đi bỏ mối chó là không có. Cái thằng con trai út rất là tốt. Cái bữa đó người ta mới đặt thịt chó nữa, cái người mẹ đó mới mần chó, mần hơi 4-5 con. Người vợ, người mẹ thì mới bỏ mối đằng này, người con đi bỏ mối đằng khác. Đi bỏ rồi xong xuôi đó, cho tới đi về cái người con này nè mới bị gặp tai nạn thêm một cái nữa, mà không phải là xe ai đụng hết, tự động sụp bổ gà té xuống cổ chết thôi. Mới đem về nhà thì cái người con trai út á mới nói đó, thấy không, con nói với mẹ là lực giật cái này á là chuyện á người ta không có muốn, mà hả tâm linh nó sẽ đến cho cha với mẹ. Mà lúc á củ quyền về nói á, thì cha mẹ không tin, cha mẹ nói con nói láo đó, ngày giờ á cha đã mất, bây giờ luôn cả tới anh mất nữa, mẹ có thấy không, mẹ có thấy mẹ đau đớn hay không. Cái bà nói là cái này tự số phần tới rồi, bà cũng không có tin tưởng nữa. Cho tới chôn cái người anh rồi xong xuôi hết, cái bà mới tình cờ bà mới làm, bà mới đi bán thịt chó. Bà ỷ là cũng như là bà giàu có, bà có quyền, bà có tiền là bà có quyền, bà có trên hết. Còn bà thằng trốt mới khuyên má ơi, má đừng có mua chó bán chó nữa, cái lực nhân quả nó sẽ đến cha với và anh hai rồi, bây giờ má đừng có làm như vậy nữa. Cái không có tin, không tin. Cái thằng con thứ hai nó mới về cái dựa xác cái thằng em út á, nó nói mẹ với mẹ ơi, mẹ đừng có buôn bán thịt chó nè, mẹ ráng đi tu đi, mẹ vô chùa mẹ tu đi, chứ mẹ đừng có làm như vậy nhà mình còn xảy ra tai nạn nữa, con nói cho mẹ biết như vậy. Cái bà nói ơi, phần tới số mà cứ nói như vậy thì tao không có tin tưởng chút nào hết trơn á. À, cái bữa đó thì bà cũng đi mua chó bán chó nữa, tình cờ cái thằng con trai út nó mới đi học về, tự động phát lên cái nó sụi bại, nó nằm một chỗ mà trong cái mình nó, con biết không, sao mà nó nằm xuống rồi qua tới ngày sau trong mình nó nổi mục mục cho mình lên hết trơn.
con sâu con bọ nó đục từ con vậy nè, mà nói là nó nước nó chảy tới đâu là hôi thối tới đó, chảy nước tới đâu hôi thối tới đó. Cái chở đi bác sĩ đi này đi kia đi biết bao nhiêu tiền, gần cả tỷ bạc luôn. Bà này tiền của cải nhiều mà, gần cả tỷ bạc không hết. Thì về cái thằng này cái phát lên, cái bụng nó đã lớn lên. Lớn lên thì nó mới nói là: mẹ ơi, bây giờ mẹ nghe lời con đi, mẹ đừng có mua thịt chó bán chó nữa. Bây giờ cái lực nhân quả nó tới rồi nè mẹ. Nó thì thằng này nó mới nói thôi bây giờ, tối nó mới nằm, nó mới thấy là anh nó về kêu thôi bây giờ mình đi vô chùa đi. Kêu mẹ đẩy mày đi vô chùa đi, mày đừng có nằm ở đây nữa, mày nằm ở đây trước mày cũng chết, sau mày cũng phải chết. Cái nó nói đi vô chùa để làm gì, mình con người mình là hôi thối mà, đi vô chùa để làm gì. Thì bữa đó cái cho tới ngày đó, cái người mẹ đó nó mới kêu: mẹ ơi, mẹ đi vô chùa, mẹ kêu thầy về tụng kinh cho con đi, con sống không có nổi đâu. Thì mẹ nó mới nghe lời 5 lần 10 lần, mẹ nó mới nghe lời, nghe lời mới đi kêu thầy mới lại tụng kinh. Cái thầy nói đứa bé này nó đã sưng bụng rồi, nó cũng mình mẩy nó bây giờ trôi sâu bọ nó đã đeo nhiều rồi. Cái này không có phải là đứa bé nó sanh trong bình, tại vì cái này cái lực nhân quả. Lúc nào hả mẹ, cha mẹ bán chó, rồi cha thì bị tai nạn xe bỏ, còn cái thằng trai thì té gãy cổ, nó đâu có ai lo lắng gì đâu. Nó bây giờ hả, bây giờ cô nghe lời tôi đi, cô bỏ, cô buông bỏ đi, đặng cô mau đi đầu thai, đặng sau này cô có chết đặng cô mau đi đầu thai cho con cô nè. Thì cái thằng đó nó mới rước sư về tụng kinh. Thì ông thầy ông mới lại tụng kinh được 7 ngày. Cái ngày cuối cùng nó đứng lên, nó vẫn nói chuyện bình thường, mỗi khi là nó không có đứng lên nói chuyện, nó vẫn nằm. Tới chừng cái ngày cuối cùng nó mới đi ngồi dậy, nó mới nói chuyện cho ông nghe hết. Nó nói ông nói lại với mẹ con là kêu mẹ con đừng có nên mua chó bán chó nữa. Bây giờ ba người sắp đi hết rồi, không còn người nào để sống với mẹ nữa đâu. Bây giờ mẹ nhớ nghe lời thầy ơi nói với mẹ con, nghe lời con cạo đầu vô chùa đặng quy đi, chứ quy tam bảo đi, chứ đừng có làm như vậy. Nó cái người con qua tới vừa nói vừa dứt tiếng, người con mới chết. Mới chết làm hàng gương rồi mới đem con đi chôn. Đi chôn rồi xong xuôi đó, cái bắt đầu tới phát lên, cái người mẹ mới sanh ra bệnh. Bệnh không ăn uống gì cũng nằm một chỗ đó. Cái con cháu mới thấy vậy, mới đem lại mới nói là bây giờ tôi khuyên chị bây giờ chị nằm chị cúng quán, chị cầu nguyện gian giấy. Rồi bây giờ gia tài của chạy của cải chị cũng đã hết rồi, mà bây giờ chị còn để trong tài khoản bao nhiêu thì chị để chị lo cái hậu sự cho chị. Sau này còn á chị gửi trong cái nhà chùa, đặng ta cầu nguyện cho chị, cho con cái chị đặng mau đi siêu thoát. Nó thì cho tới ngày dần dần càng ngày càng dần bà bỏ ăn bỏ uống, rồi bà mới gút hình gút dạng, rồi bà mới bị là người ta đó mới về dựa, mới nói là ta trong nhà của bà không có ai bệnh hoạn hết. Cái này lực nhân quả trong gia đình bà phải gánh. Nó cái kiếp của bà, kiếp trước bà cũng mua chó bán chó, kiếp này bà cũng phải mua chó bán chó. Con chó này không phải là con chó đâu, con người đó, mà tại vì cái số căn đài kiếp kiếp đó của người ta nên người ta mới thành chó thành mèo đó. Bà mới khuyên bà vậy, rồi bà cũng nói ngay, cũng rước thầy lại tụng kinh cho bà. Rồi chỉ có 3 ngày sau là bà cũng đi theo ông theo bà, rồi sau gia tài của cải còn đó mới đem vô chùa tặng cho cầu siêu cầu an cho trong gia đình của bà được mạnh khỏe. Mà cái nhà cũng vậy nữa, trước khi bà hấp hối đó còn một mớ tiền thì bà gửi trong chùa để làm từ thiện. Cái thứ hai, cái nhà của bà để kêu thầy bán cái nhà, đem hình bức tượng của bà đồ của con cái đồ đem vô chùa hết. Rồi còn cái nhà đó bán đi, rồi hiến số tiền đó đem vô chùa đặng mỗi hàng tháng đặng mỗi ngày cúng kiến cầu nguyện cho ông bà rồi con cái đó. Rồi là lúc đó là bà đi mất, bà đi luôn tới bây giờ luôn đó. Vậy là bà người mẹ đó giết chó đến nỗi mà nguyên nhà đã chết hết luôn hả? Đúng rồi. Người mẹ đó với người chồng với người con, thì trước hết là người chồng bỏ đi bỏ mối 4 chó, thì về bị tai nạn giao thông đụng xe đụng chết. Mà chết thì con cái điện chồng điện cũng không có bắt máy, chết rồi đâu có ai bắt máy đâu.
2-3 giờ sáng thì cái thằng đó tình cờ nó đi trên chuyến đường, nó gặp, nó nói là cái chú này ở gần nhà nó mới điện. Thì trong vợ của ổng với con của ổng ra chở đem về làm đám rồi. Cái thằng trai Út nó mới nói là cái này á hả, là cái hậu quả đã, con đã nói rồi, mẹ không tin con, cũng quyền về dựa con nói mẹ không tin nó. Thì bà không có tin đâu, tại vì con tính đi làm chó bán chó lời dữ lắm. Thí dụ con mua 40.000 một ký mà trong khi con bán 150-200.000 một ký, vậy mà con không lời nhiều sao được. Mà mấy người á ham lời luôn luôn, lúc nào là tiền mà ai không ham con. Mà có cái lực nhân quả nó đi tới với mình mà mình không biết. Thì nói thẳng đi, trên trần gian mình á, mấy người mua chó bán chó cũng vậy nữa, chừng nào chết người ta mới hay, còn sống là người ta vẫn làm như thường thôi. Nên á, là trong gia đình chết về á, lực nhân quả không đó, chết về chó không đó. Cái người con Út á, con thấy từ đầu câu chuyện tới giờ người con Út là không có mằn chó, nhưng mà cái kết cục của người con Út thấy tội quá cô Năm. Đúng rồi, người con Út ha, là đi học tới lớp 12 nè, ra lớp 12 ra trường luôn nè. Con Út chỉ biết là khuyên thôi, mẹ ơi đừng có mằn chó bán chó, cha ơi đừng có mằn chó bán chó, anh hai ơi nghe lời em đi, mình giàu có nhiêu đây mình đủ ăn đủ xài rồi, mình đi làm phước đi, đừng có mua chó bán chó, sau này lực nhân quả nó đưa đến. Thì tới chừng rồi trong gia đình cũ quyền mới về dựa cho cái thằng Út á, thằng đó nó cũng hướng lắm, dựa cho nó. Thì bà này bà cũng không tin tưởng nữa, bà thấy lời quá đi, chứ một ngày người ta đặt 20 ký rồi đặt nguyên con nữa, rồi một con chó đâu phải ít tiền đâu. Nó rốt cuộc lại người cha chết trước, kế cái người anh chết, kế cái người em Út, tới cuối cùng bà mới chết, là cũng như là bán chó ăn chó đó. Bây giờ lực nhân quả nó, còn cái người mà mèo, hai vợ chồng của người mèo đó cũng lực nhân quả đó. Bây giờ cái người ăn mèo đó thì giờ cũng vẫn sống bình thường, còn người vợ cũng sống bình thường, mà con của mình lại mặt mèo, râu cũng là mèo, lỗ mũi cũng là mèo, cái lỗ tai cũng là mèo. Cái này là mình thấy rõ ràng nó. Còn cái người bán chó mua chó bán chó cũng là thấy rõ ràng. Bởi vậy cô Năm nói bây giờ mình nên, đừng nên ăn chó, đừng nên ăn mèo. Cô Năm là chó mèo không bao giờ gỡ tới, gắn cũng không ăn, nói thẳng mấy cái con đó là không ăn gớ. Bây giờ thường ngày này cô Năm cũng nói trước ha, cái con cá lồng tông hay là trao cái gì đó thì cô Năm ăn được. Còn nhà cô Năm á thì cô Năm nói nghe, một năm 12 tháng ít có nghe nói tới thịt heo lắm, cũng có cá lồng tông, tép rong, tép bò, nhiều đó là có. Vậy là cô Năm không ăn thịt heo luôn? Không, miếng tầm tới thịt heo vậy là nó muốn hôi rồi, muốn ối rồi đó. Sao kỳ cô Năm? Cô Năm á, cô Năm chỉ được ăn vậy nè, cá lồng tông, tép rong, rồi cô Năm ăn mắm, rồi ăn trao. Ví dụ là cô Năm đi xuống đây mua hũ trao 40-50 ngàn, cô Năm để về đó sáng ăn 2 cục, chiều ăn 2 cục đó. Còn tàu hũ á, thì cô Năm mua, cô Năm xào đậu que đó, mà không có nhiều, mua nắm về xào đậu que ăn ngày trời à đó. Cô Năm muốn ăn nhiều. Rồi có khi á, cô Năm muốn ăn tép thì tép khô đó, đi mua 100 gram được 50-60 ngàn vậy đó. Sáng 4 con, chiều 4 con, nhiều khi sáng 3 con, chiều 3 con, ăn phải chia ra đặng mình ăn mỗi ngày. Vậy là cô Năm ăn thịt heo không được, hay là cô Năm nghe cái tiếng heo bị người ta đâm họng á, nó ghê quá cô Năm sợ, cô Năm không dám ăn? Cô Năm á thấy vậy, cô Năm cũng nghe tiếng nó heo nó la, mình cũng sợ một phần, rồi làm như là mình làm như người ta không cho mình ăn hay là như thế nào đó, nên thịt heo tới cũng không ăn được, thịt bò cũng không ăn luôn. Nó chỉ cô Năm bây giờ được là tép rong, tép bò, cá lồng tông, rồi trao đó. Mà cô Năm cũng nói giữa chừng này nghe, bữa nay ngay ngày 29 à, không có một đồng bạc mua bông trưng ở trên trang mẹ nữa đó, đâu dòm trang mẹ thôi, không có một cái bông nữa. Đó, mỗi khi là cô Năm có tiền, cô Năm giờ này cái trang ở trên trang được một dĩa trái cây, một nhánh bông, bữa nay không có một nhánh bông, không có một cây bông nào hết, không có miếng trái cây nữa. 29 hôm nay là ngày gì vậy cô Năm? Bữa nay ngay ngày 29, ngày tốt, ngày mà ngày ăn lạc nữa đó. Dạ. Mà bữa nay đó dọn trên bàn thờ ơi, không có một trái cây nào và cũng không có một nhánh bông nào luôn. Cứ đốt nhang cầu nguyện mẹ đi. Mẹ ơi, tháng này con không có tiền mẹ,
mẹ con thay nước con cúng nước được rồi mẹ ơi, chiều con niệm Phật thôi chứ con không có trái cây mà cũng không có bông hoa nữa mẹ, mẹ tha thứ cho con nha. Thì cô Năm sáng giờ cứ cầu nguyện vậy thôi đó, dòm trong bàn thờ cứ không có cái gì hết trơn. Dạ con được biết là cô Năm có một cái mẫu chuyện rất là hay về chỗ con quỷ kéo nắp hàng canh giữ lò thiêu đó cô Năm, thì cái câu chuyện đó nó xảy ra lâu chưa mà nó ở gần đây không thưa cô Năm? Cái câu chuyện đó nó cũng mới hôm bữa mùng 6 Tết nè. Dạ. Chứ không có lâu đâu. Cái câu chuyện đó sao thưa cô Năm? Cái câu chuyện đó thì nói cho ngay Tết năm nay cô Năm không có đi đâu hết, cô Năm bệnh. Mùng 2 thì con Hà nó bệnh, à, tháng vô đầu tháng 12 thì ông được bệnh. Cái vô đầu mùng 2 Tết cái Hà nó bệnh nằm tê liệt đó. Có tới mùng 3 cái cô Năm sáng cúng, chiều cái rồi cô Năm bắt đầu trưa trưa cái thấy tâm linh, rồi bắt đầu kéo dài bệnh luôn. Tới thằng Vũ Trường Giang nó xuống nó thăm mình, nó thấy mình nằm ngay trừ luôn. Nó rồi nó nói con xuống con thấy cô Năm nằm ngay trừ con cũng buồn quá không được vui. Nó cho tới bữa mùng 6 cô Năm mới thôi mình cũng không có đi đâu hết, đốt nhang ông bà già chồng cũng còn không có đi đốt nữa. Cái mới thấy vậy mới đi thăm ông già nuôi. Thì lúc đó ông già nuôi ổng rất thương cô Năm dữ lắm, ổng còn sống ha. Thí dụ cô Năm đi làm giấy tờ giấy gì thì ổng làm cho cô Năm, ổng rất là giàu. Ổng có gạo thí dụ 10 kg là phần cô Năm được 4 kg ổng cho cô Năm. Ổng ăn cá lóc ổng cho cô Năm, thí dụ ổng kho một con cá lóc 8 khứa cho cô Năm 4 khứa. Ổng rất là tốt, ổng coi cô Năm còn hơn con ruột ổng. Ổng tại vì ổng nói thẳng là trong nhà ổng cũng thờ Phật rất là nhiều, mà ổng nói là cô Năm có cái đức, cô Năm có chân tu lắm. Miễn như ba còn sống, ba có gì thì ba cho con ăn cái nấy. Còn như ba mất thì thôi, ba không cho con được cái gì hết nha con. Nên hôm này nè, hôm Tết này sao không thấy ba với mẹ xuống thăm mà cũng thấy anh chị xuống thăm mình nữa. Mà mình con cái mình phải lên thăm ổng chứ đâu, ổng thì xuống thăm mình. Đó, cái bữa mùng 6 thì cô Năm mới 3 giờ chiều nè, cô Năm mới đi lên nhà của người mẹ. Cô Năm mới đi lên tỉnh, cái cô Năm bước vô nhà thấy bức hình của ổng nổi trên bàn. Trời ơi nó chán chán mặt mày nó muốn té ngửa luôn á. Nó khóc mà nó nước mắt nó rớt xuống mà mình nói không nên lời. Ba mình mà chết mà mình còn phải nói với mẹ, mẹ ơi sao ba mất mẹ không cho con hay. Rồi anh chị cũng vậy nữa, ba mất không che con hay chút nào. Trời ơi con ở dưới con nghèo con bớt muốn chết à. Thì bây giờ con lên con không có gì cho ba mẹ thì con đốt một cây nhang chứ đâu có gì đâu mà ba mẹ không cho hay. Ông nói bà nói trời ơi tao lu bu quá mày ơi, tao không biết gì hết trơn á. Rồi bây giờ mày lên mày trách nó không, con không có trách má, tại vì con cũng nhớ ba lắm mà. À, hôm trong Tết con còn đi tới như lui, ba còn mạnh cù cù đâu có gì. Thì ổng bà nói ổng không có bệnh gì hết trơn, ổng mệt cái là tối ổng nhức đầu rồi ổng đi chứ cũng không đi bác sĩ kịp nữa. Đó rồi cái tới 3 giờ chiều cái mới lên trảnh thì mới hỏi má ba đâu rồi, ba nằm ở đâu. Nói ba nằm ở chùa Điệp Thạch, ở dưới ở trên Điệp Thạch á. Cái cô Năm mới đi lên trảnh thì đi vô cái bãi trước á, người ta dẫn cho vô mà kiếm không thấy. Đi ra cái bãi sau thì bãi trước nó có một cái nhà thiêu, đi ra bãi sau người ta cũng có cái nhà thiêu, mà đi ra bãi sau thì cũng có cái ông đó ông thiêu ma nữa. Mới đi vô trỏng mấy, ổng mới nói cô đi đâu, nói con đi vô đây con kiếm ba con kiếm cái tên đó vậy đó. Ổng mới nói cái tên nó gần ở đây nè, ổng lại ổng chỉ rồi ổng cứ ngồi đó, ổng giữ cái người ta thiêu ma đó, ổng ngồi ổng giữ, có một mình ổng thiêu à. Tới tối á, ổng nói bữa nào mà ổng thiêu đêm á, thì mới có người ta lại, còn như một mình ổng ban ngày thì tự ổng thiêu ổng lụm cốt mình à. Rồi tới chừng rồi cô Năm mới lại cái ổng nói là, à cô ơi, cô nhớ vô đây cúc đốt nhang, cô cũng phải tránh thủ cô ra nghe. Ở trong đây tâm linh nhiều lắm mà cô đi lơ mơ nó giấu cô đó, nó làm cho cô không có đường ra. Rồi cái cô mới nói trời ơi dễ gì ông ơi, má đâu má đó, mình nói như vậy thôi. Cái một hồi cái ông mới nói đốt nhang xong rồi cái mình mới ngồi đó mình thấy bốn bà da trai, mà bốn bà da trai đó là người dân tộc Kinh không à, ở dân tộc người Khmer, với thêm một đứa con trai đó 16 tuổi nó có con mắt âm dương. Mà bốn người đàn bà đó là lớn tuổi hơn cô Năm, có một bà là trạng tuổi, có mấy bà kia lớn tuổi mà người ta là người dân tộc không à. Cái một bà thì mang cái bao ở đây, bà mang bao ở đây,
Rồi cái thằng mắt âm dương thì cháu của bà đi lượm ve chai. Nó cái ổng mới nói á, ê mày đừng có đi vô sâu nghe, cái nhà thiêu đó đó có con quỷ đó, con quỷ kéo dây xích, con quỷ kéo hàng đó. Cái tôi mới nói vậy nè, sao quỷ con còn sợ nữa, ma đâu con đâu có sợ, mà dễ gì ở dưới con còn không sợ nữa, làm gì trên này cũng phải sợ. Thôi vậy ông nói vậy ông đi chơi với con đi, mình còn nói vậy nữa. Thôi vậy chú nói vậy thôi, chú đi chơi với con đi, thở này khách thích người ta mà còn rủ người ta đi chơi nữa. Đó, cái gì mới đi tới một chút nữa thì mình thấy cái cọng dây xích bự chảng luôn, nó kéo từ mình ngồi xuống mình dòm á thì không có thấy ma quỷ gì hết, mà mình thấy cọng dây xích nó kéo lại cái mình mới dòm xuống, mình dòi khung xuống nhìn, mình nói ủa đâu có thấy ai đâu mà tự động cái cọng dây xích mà nó dày. Rồi mình nói trong bụng, mình nói vậy là ông này đó nói rất là đúng rồi. Tới mình mới ngồi xuống, cái mình ngồi xuống đó mình mới dòm thì mình thấy cái cọng dây xích đó, sao nó quấn được cái nắp hàng, nó mới kéo cái nắp hàng đi qua đi lại nó. Thì thôi mình mới nói thôi mình cũng thờ cầu nguyện, mình cũng gian giấy thì nó mình mới bỏ mình đi. Thì mình gặp bốn bà da trai với thêm một cháu trai đó là có mắt âm dương đó. Cái bà mới nói mình bịt khẩu trang mà mình đổi cái nón mình bịt khẩu trang, mình đâu có đưa cái mặt ra đâu. Cái bà mới nói ô cái con nhỏ này nghe tiếng cô Năm này, nha cô này thấy quen, nghe tiếng quen. Nó hỏi chị biết con ở đâu mà vậy, nó con quen. Cái bà mới nói thôi cô đừng có kêu vậy, kêu mày với tao cho nó dễ. Là mấy người Khmer người ta không kêu bằng anh chị đâu, mày với tao chơi thôi. Đó, cái thấy vậy cái ổng cái bà mới nói ô cái tiếng này tôi nghe quen nè, hỏi quen. Ô phải rồi, cô Năm đẹp ở Trùm Mã phải không? Nói phải. Ê lại nói nghe thì bà mới kêu mình lại rồi xong xuôi á, rồi bắt đầu mới ngồi sau tình cờ thấy hai vợ chồng ông kia ban vô mã liền một tay bên đây á, thấy bà ổng xách nguyên cái bịch đen, còn bà bên đây á thì mình thấy xách hai cái nổ chuối mà phải xa không nói nữa, cũng gần bước đâu có chừng năm thước chứ nhiêu thì thấy ổng rồi. Cái mình bốn năm bà mới nói vậy nè, ê một chút nữa mình hả lại để cho người ta đốt nhang 5-10 phút đi rồi mình lại á, mình xin cái lọc mình ăn. Nó thì nói vừa dứt tiếng thì cỡ chừng khoảng 3 phút thôi, bắt đầu 4-5 người mới lợi thì không có thấy bịch đen, mà cũng không thấy cúng, mà cũng không thấy đốt nhang, nó thấy mất tiêu, không thấy gì hết. Nó bắt đầu 4-5 người đó là người ta mang người ta chạy hết rồi đó, không có còn ở đó với mình nữa. Cái mình mới thấy cái hồ sen rất là đẹp, rồi có một cái cây cầu khỉ đi qua. Cái mình mới nói thôi bây giờ để đi qua cầu khỉ coi, thì mới vừa đi lại tới thôi là mình thấy cái hồ sen nó nổi cái bông cái ngó sen nó lên nhóc hết trơn vậy đó. Mà tại vì trong đó có người chết nên cái ngó sen vẫn bình thường, phải mà người ta không chết là ngó sen không có lên dữ vậy đâu. Nó cái mình mới kêu anh ơi, anh nhảy xuống đó anh nhổ ít ngó sen đem về trộn gỏi ăn. Thì ổng mới vừa để cái giò xuống, ổng vừa để giò xuống vậy thì cái ông bên kia ổng tưới nước, ổng mới nói dở giò lên. Đó thì ổng mới la vậy, ổng dở giò lên cái ổng mới nói ổng nói vậy nè. Tôi nói anh ơi, ủa sao mà mình để giò mình xuống nước mà người ta kêu mình để giò lên, chắc có gì đó. Thì cái mấy người nói kìa, có 2-3 người ở bên cầu chờ mình qua kìa. Rồi cái ông Đực nói thôi vậy người ta nói vậy thôi mình đi, mình đừng ở đây. Rồi cái ông đó ông đang tưới, ông mới lại ông nói á là cô á với chú đừng có xuống hồ sen, tại vì hồ sen này cái cô gái này 15-16 tuổi, cô gái này mới chết mấy tháng nay nè. Nó rồi tôi mới hỏi là cô gái này như thế nào, thì ông mới nói là con gái của ông đi với con gái ông với vợ ông mới đi qua bên qua cái cầu, qua cầu khỉ này mới đi lại tới cái ruộng của ổng, mà không phải cái ruộng, người ta kêu bằng cái đất dòng trồng hẹ, trồng rau cải, trồng này kia vậy đó. Cái ổng mới kêu thôi bây giờ con gái con đi về trước đi,
đặng con ngọ nhổ ngó sen đặng sáng bán, còn cha với mẹ tưới về sau. Nó thì nhỏ nó mới về trước 3 giờ, thì con nhỏ nó mới về thì nó lại xuống hồ sen nó mới nhổ sen, nó mới nhổ sen nó nhổ sao nó không biết, nó chết mà nước thì nó không có sâu, nó có ngang đây hà, cái nó chết mà cái đầu nó lụp xuống như vậy nè, cái tay của nó để như vậy, hai cái giò nó vẫn chổi đất. Rồi cái tới chừng 4-5 giờ hai vợ chồng mới lại thì thấy đứa con mình đã chết rồi, mới vớt lên đem, mới đem lên bờ, đem lên bờ rồi cái ổng mới la lên thì về mới làm đám, mới chôn cho nó rồi xong á là ổng mới đi ruộng. Thì trong khi á, cái rẫy đó là tới cái rẫy của ổng trước, rồi tới mấy cái rẫy của mấy người kia cũng kế bên đó, rồi cho tới rồi xong á thì ổng mới về thì cái con nhỏ đó thiêu xong rồi nó mới nhập lại cho con nhỏ, con gái đó cũng 12-13 tuổi gì đó, nó nhập lên, nó nói là nó chưa có tới số đâu tại người ta bắt nó. Rồi cái ông này ổng mới, tại vì ổng kể mình nghe mà, ổng nói hồi đó tới giờ cái hồ sen của ổng tự ổng móc bụng ổng luyện lên rồi ổng trồng sen, chứ đâu có ai chết cái cục đất của ổng. Mà sao con ổng nói vậy? Con ổng nói người ta bắt con ổng thay thế xuống dưới đặng ta đi đầu thai. Nó bây giờ mà ai muốn đi qua bển á thì phải đi ngang đó, phải giấy nó, còn hợp với nó là nó phải bắt một người thay thế nó đặng nó mới đi đầu thai. Đó. Thì cho tới rồi xong xuôi mới là nó ổng mới nghe được vậy, ổng mới về ổng nói hết ở xóm luôn. Mai mốt mà mấy ông á, mấy bà mà có đi tưới đi cùng chúng tôi, đừng cho con nít đi lại tới đó là con tôi nó kéo đó. Nó thì nói cho ngay đi tưới thì cũng cùng đi, về thì cũng cùng về. Nó thì tới chừng cái bữa đó nó chắc tối á, chắc ban ngày này á thì nó ở dưới hồ sen á, còn ban đêm á 9-10 giờ thì nó gọi tên cái cầu khỉ á, nó khóc lên khóc xuống, nó rên không à. Rồi ổng mới nói vậy nữa nè, ổng nói hồi lúc mà nó còn sống á, ổng nuôi tôm nè, nuôi tép nè, nuôi cá trê nè, cá lóc nè, rồi tôm sú nè, rồi cái nói thủ nó thẳng là trá gì ổng cũng nuôi hết trơn á, ổng nuôi nhóc hết trơn vậy, rồi heo nữa, ăn trộm ăn cắp nè. Rồi tới chừng mà tép lên á, bơm hò hồ lên á, bắt lên bán còn lỗ mấy chục triệu nữa đó. Rồi từ đó đổ sau cái ổng mới thả xuống sau này cái đầu về từ rồi mà nó chết á, ổng thả xuống rồi nó tối ngày nó giữ ở trên cầu đó, không ai dám qua đâu nè, nó giữ nè. Tôm thì càng ngày càng mau lớn nè, thẻ càng ngày càng bự nè, heo càng ngày càng lớn ì nè, rồi cá lóc nè, cá trê nè, cá phi nè, rồi cá nói sẵn là con cá gì của ổng nuôi là nó càng ngày càng mau lớn mà không mất một con nào hết đó. Cái cho tới rồi xong xuôi cái thì tôi với mấy người đó đi qua đi lại, cái lại tới đó tôi với mấy người đó mới đi một đổi đường thì tôi xong thấy mấy người đó đi ra mới nói vậy nè. Ê, cái ổi trái chín quá trời luôn, ổi xẻ chín quá trời chín luôn. Ê mày đi vô đây đẻ ổi ăn. Mấy người comment người ta kêu mày tao không à, đi vô bẻ đi, sáng mình bán. Cái tôi mới nói thôi đừng có bẻ của người ta, phải có người á, có người trồng á thì mình xin ta được, còn cái này của tâm linh đừng nên bẻ là khổ lắm đó. Đó thì xong xuôi cái mấy người đó mới là bẻ thì cái cây á thì cái ổi á nó có bị cao, là nó không có cao dữ đâu, nó có bị cao rồi nè. Thì cái thằng con mắt âm dương á nó trèo lên thì nó rớt xuống cái đục, nó không có gãy tay gãy chân gì, nó chắc vậy nè, nó rất mà. Còn bà này á, cái bà kia bà nói thôi bây giờ mình bẻ đi về mình bán. Cái tôi nói thôi bán cái gì mà bán, đừng có bẻ của người ta, về mình mua 10.000 mình ăn chết mẹ luôn đó. Cái bà nói mày có tiền thì mày mua, còn tao không có tiền tao lấy gì tao mua, mà tao bẻ ổi này tao bán cũng cả trăm ngoài đó. Cái bà mới thọt cái tay bà lên, nó bẻ tự động cái tay bà nó cúp xuống vậy nè, cúp xuống vậy luôn. Còn cái bà kia thì cái giò bà nó đi cà lắc vậy nè, nó đi cà lắc vậy nè, mà cái cây ổi á nó ba người ôm vậy nè mới hết cái ổi đó, chứ một người ôm là nó không có hết, khoanh tròn nó rất lớn. Cái ổi á, cái nhánh ở trên nó giống như cái đầu của mình á, nó nhánh nó chia
bên đây có cái tay, bên đây có tay, mà cô Năm nói là cái nhánh mà cô Năm kêu bằng cái tay á, ở bên đây cái nhánh, bên đây cái nhánh, rồi giò thì nó cũng có giò ha, rồi ở đây nó cũng có nhánh, nó nhánh chia, mà con giòm coi giống như cái người á đứng ở trong cái cõi vậy đó. Cái rồi bắt đầu phát lên mạnh ai nó chạy đi, nó chạy đi đi, nói đi, thấy không, nãy tôi nói mấy bà rồi, mấy bà đâu tin tôi, của tâm linh mà dám bẻ ăn ha, mấy bà gan trời lắm. Nó cái đầu tôi thấy vậy tôi mới đi, rồi mấy bà cũng đi theo một hồi, cái thấy một con gà trống bình tướng vậy nè, 2 kg mấy, mồng là một mồng luôn, gà là một gà, con gà rất là bự chảng. Nó cái bắt đầu 4-5 người mới nói, ê bắt đem về đi, mai bán lấy tiền chia làm hai, chia hết mấy người mình luôn. Cái tôi mới nói vậy nữa nè, thôi của người ta nhiều khi tâm linh nó biến ra đó. Cái nói ôi ma gì mà biến ra gà. Rồi cái thằng có mắt âm dương á, nó nói thôi đừng có đem về, bây giờ mình nướng ăn đi nó ngọt dữ lắm, cái bây giờ ở lại ăn nha. Năm là kêu tôi á ở lại ăn nha, ăn thử lần đi cho nó biết cái ngọt nó dở. Thế thì bắt đầu mới bẻ củi, thì tôi nói củi ở đó quá trời củi luôn, không tư tưởng nói nổi, đào cho một lỗ bành tướng mới lớn như nè. Cái bắt đầu lấy con gà lại, cái lấy bụng á đắp hết con gà luôn, rồi bẻ một đọt lá chuối bự chảng quấn lại hết, mới đem lại chôn xuống đất, mới lấy củi chồng lên đặng nấu, mà chụm tới đâu cỡ chừng 15-20 phút rồi nó cháy tới ngọn cao dữ lắm, mà tới chừng mà chín rồi cái bắt đầu mở ra, mới khiều lửa than ra mới mở ra không thấy một con gà nào hết, mà cũng không thấy cái lông gà nào hết, chỉ thấy có cái tàu lá chuối thôi. Mà thí dụ cái tàu lá chuối đó mình chụm nó ha, thì nó quéo cái tàu lá chuối rồi, còn này cái tàu lá chuối nó lúc mình cắt nó làm sao thì bây giờ nó vẫn như vậy, nó vẫn tươi rối như vậy, không có cái gì để xảy ra hết. Rồi cái bắt đầu phát lên mạnh ai nấy đi đó, mạnh ai đi mạnh ai nấy về đi, sợ ma tới rồi, mạnh ai nấy về. Cái cho tới đi vòng vòng hoài, nó làm như là nó chắc mình đi vậy đó, chắc đi vòng vòng là không biết đường ra, cho tới 5 giờ đi vòng vòng như là, mà không phải mình của Năm đâu, dưỡng Năm mấy người đó luôn, đi vòng qua vòng lại, đi vòng vòng lại. Tình cờ cái ông đó ổng mới lại, ổng nói ông mà siêu ma đó, ổng mới nói vậy nè, trời đất ơi sao nãy giờ mà lâu rồi mà sao không thấy mấy người đi vô trong trong chầm mã này đi ra, hay là bị giấu rồi, rồi để mình đi coi chụm lửa vô xong ổng chụm mà chỗ thiêu đó đầy hết trơn. Cái bắt đầu ổng đi vô kiếm, ổng đi kiếm mà trong cái chầm mã đó cũng cây cối rừng rập chữ lắm, giống như ở trên vậy đó, hơn ở trên nữa. Cái ổng đi luồn ổng chạy ra cái mình mạnh ai đít xỉu té đái trong quần luôn. Rồi á hả, cho tới rồi ổng xui cái tự động mới chắc mình ra rồi, xong xuôi là mình đi về đó, mạnh ai đi về đó. Quá trời luôn, con Năm nói thấy ghê tởm luôn á, là con Năm thấy sợ luôn á. Dạ thì tới video cũng đã dài rồi con Năm, cảm ơn con Năm đã kể cho con nghe ba câu chuyện là về luật nhân quả, rồi câu chuyện về con quỷ cái nắp hàng đó con Năm. Ừ. Dạ. Bây giờ cuối video không biết con Năm có gửi lời gì tới cô chú anh chị không con Năm? Kết thúc thì con Năm xin chào khán giả, con Năm chào con ha. Dạ. Cô Năm có chúc khán giả như vậy, cô Năm chào mấy ông mấy bà cô chú anh chị ở trong nước và ngoài nước. Cô Năm năm cũ bước sang năm mới, cô Năm chúc cho dồi dào sức khỏe, mừng ăn tấn lộc tấn tài tấn gia đạo tấn bình an. Thì trước hết cô Năm xin các mạnh thường quân thương cô Năm, cho cô Năm xin vài chục ký gạo cho mấy ông mấy bà người ta đi thiếp á, người ta cầu nguyện cho tới tay, từ ở đâu cũng tới hết, tại vì người ta vô chùa thì ông sư cũng tụng kinh là tới tay luôn. Với hai nữa cho cô Năm xin vài bó nhang đặng đốt cho tâm linh chắc chiều đó, vậy là cô Năm mãn nguyện rồi đó. Dạ dạ rồi, thì tới đây video của mấy anh em cũng đã dài rồi, thì video sẽ xin được phép khép lại tại đây. Nếu quý vị của chú anh chị thấy video hay, cho mấy anh em xin một like, một share, một subscribe. Còn mà video có sai sót gì thì mong cả nhà mình đóng góp ý kiến dưới phần bình luận nha. Dạ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại cả nhà mình ở những video tiếp theo. Bạn chào cô Năm ạ. Cô Năm chào con, bye bye con nha. Dạ. Chào khán giả.